phát hiện sư ông 91 tuổi ẩn tu ở trên núi. Sư ông tiết lộ về tu khổ hạnh và tu như thế nào mà sống khỏe và tu như thế nào mà được tuổi cao. Thì sư ông năm nay 91 tuổi tu ở trên núi. Thì sự việc như thế nào, Thanh Trúc mời cô chú anh chị để theo dõi gõ video vì sao ông... Là ăn chay á, dưới ăn mặn á, nó có hai cái cách khác nhau. Là ăn chay á, là sẽ không có cái mùi hôi á, nó tiết ra nó không có kiểu mùi hôi á sư ông. Còn ăn chay á, là giống cái mùi hương giống mà của cái ông mà Sư Minh Tệ á. Có một cái nhà mà người ta kêu cái gì ta, nói là bên, nói chung là nói là ăn chay á là sẽ không có nghe cái mùi hôi gì hết trơn, nhưng mà chỉ nghe cái mùi hương, cái là điều đặc trưng, đúng không sư ông? Có người có mùi đó nhưng một số người không. Tại dạ cái tên mũi sư ông, mũi quá sư ông, mà sao sư ông có quạt mà con thấy sư ông dùng đó? Đâu có dùng đó, ít lắm, trời nóng lại còn quạt chút đỉnh này chắc con không để thường nó bị nhiễm lạnh nóng lực lắm để gì lan rồi. Sao sư ông, con thấy mà thường mà con lại gần nha, không phải con nói mấy người ăn chay sao có cái mùi thơm cái gì kiểu như mà là mà không có ăn mặn hết sư ông. Ôi đó, cái bài tiết của mình nó khác hơn những người ăn mặn. Yeah. Mà có mùi thơm sư ông, hôm bữa mấy anh em con lại gần ông Sư Minh Tại luôn á, ông thơm cái mùi tự giới sư ông. Tại sao? Như sư ông mà sư phát nguyện bao nhiêu mới giới sư? Mới bắt đầu là năm rồi tới từ từ lên 7, 10, 13, 2, 3 chục, 4, 5 chục, 2, 3 trăm. 2, 3 trăm, 2, 3 trăm là... Bây giờ sư ông giữ 2, 3 trăm giới? Chàng ơi! Bây giờ nếu mà giữ là, nếu mà nói giữ giới ha, là không có nhúng tay, không có nói gì hết trơn, làm thinh luôn. Dạ. Yeah. Là kêu là giới cuối cùng hả sư? Không cuối nói cùng. Gì với ai hết. Mà không nghe ai, không thấy, không... Xã hội là bỏ không được hết. Mình điện lên vô tới chỗ không được hả sư? Phải tới chỗ, bác sĩ mới được. Là bệnh viện hay sư hả? Không có, bác sĩ Tư. Dạ. Tư là mình đi xuống Tư hả? Còn không? Thì bác sĩ Tư lại tới nhà mình. Lại tới nhà thì nó mát. Dạ. Gấp đôi. Dạ. Mình nhiều khi em có hôn đây nữa. Cái này ví dụ nửa đêm rồi sư ông mà nóng rồi sao sư ông? Có thuốc để sẵn. Chưa ông? Tí nửa chừng mà... Mũi yên tâm. Còn sư ông đút nhanh mũi không đút? Có rồi, có sẵn rồi. Nó tắt cái gì sư ông? Tốt rồi, để rồi. Bắt quật gió không sư ông? Không, rồi. Chưa. Có mấy cái cô nói đó là chùa bà con. Đó là bà con không đó. Dạ bà con của sư ông đó hả? À, bà con của sư ông này. Sư ông này đó hả? À, cháu của ông, sư ông đó. Ừ. Cái đó là cháu sư ông. Cháu. Bà ấy vẫn còn, nó đang trong mấy chục tuổi rồi chị. Trong mấy thôi sao? Trong mấy rồi đó. Nhưng mà dây là dây cháu xưa. Cái kia là mấy người nãy đó là dây cháu không đó. Còn vị thầy đây xưa. Huynh đệ. Vị thầy này là huynh đệ với xưa không? Con bên nãy có cái chú giống nãy nha. Bà con không? Nãy con nó có nói với con, nói bà con lâu rồi lên thăm. Lâu lâu, 1-2 năm đi Sài Gòn về mới ghé thăm. Vì là quá quý luôn. Vì là mấy cái cô đó cũng đâu là có cái cô nãy chín mấy tuổi đó sư không? Chưa phải, 90 à. 90 sao? 90. Sao nói cái cô đó? 90. À, là cái cô đi khê. Cô lớn tuổi mà thất bạc đó. Dạ. Dạ. Cô mập mập đó, cô một cô đó 90 đó. Dạ. Ở Sài Gòn. Chàng ơi, vậy mà cũng đi lên núi tuổi luôn. Đi xe mà. Sức khỏe ha. Sư ông tối thường thường là sư ông có ngồi thiền không sư ông? Thiền á, cái theo con thấy cái ông sư mà ở trên Dầm Mã đó, ông ngồi thiền là ông lớn tuổi rồi, lớn tuổi rồi là không có sức nữa rồi. Cái ông về ông sư Dầm Mã không?
Đúng rồi. Ông sư Trầm Mã mà ông ngồi thiền, ông ngồi mà là tuệ đó, biết rồi. Không không, ông kia kìa. Kia nữa hả? Cái ông gì này ngon, cái ông Trầm Mã đó, ông sư Thích Chí Trung đó. Ngon Trung hả? Ừ. Thích Chí Trung hả? Dạ dạ. Trung rồi ông đó rồi. Còn trẻ chứ sư nó còn trẻ. Còn... ông nó dạy nhỏ hơn sư ông quá, nhỏ hơn sư. Nhỏ nhiều, biết rồi. Nhỏ hơn sư ông nó hàng mấy tuổi. Ông là ông chỉ có tu ở Trầm Mã thôi. Mà ông sư sư đó là kêu gì ta, sư Trầm Mã người ta kêu không à, mà mấy anh em con đi hồi đó giờ con chưa thấy là kiểu như là người lớn tuổi như sư ông nè mà cái mình do mình ăn chay hay sao sư ông? Rồi sao thì mình ăn chay là cái sức khỏe của mình nó sống tuổi cao như sư ông vậy, ý con hỏi gì? Cái cơ địa hay sao chứ không? Tùy theo hoạt động sinh hoạt. Dạ. Con nghe người ta, con nghe cái vị kia nói là ăn chay á, dưới ăn mặn á, nó có hai cái cách khác nhau. Là ăn chay á, là sẽ không có cái mùi hôi á, nó tiết ra nó không có kiểu mùi hôi á, sư ông. Còn ăn chay á, là giống cái mùi hương giống mà của cái ông mà Sư Minh Tệ á. Có một cái nhà mà người ta kêu cái gì ta, nói là bên nói chung là nói là ăn chay á là sẽ không có nghe cái mùi hôi gì hết trơn, nhưng mà chỉ nghe cái mùi hương, cái đó là điều đặc trưng, đúng không sư? Có người có mùi đó nhưng một số người không. Tại dạ yeah. Ở đây mũi sư không, mũi quá sư. Mà sao sư không có quạt mà con không thấy sư ông dùng đâu, phải dùng nó ít lắm, trời nóng rồi con quạt chút đỉnh rồi chắc con không để thường yeah. Nó bị nhiễm lạnh, nhiễm lạnh sao nóng lực lắm để gì lan rồi. Sao sư ông, con thấy mà thường mà con lại gần nha, không phải con nói mấy người ăn chay sao có cái mùi thơm cái gì kiểu như mà là mà không có ăn mặn hết sư ông? Ôi đó à. Cái bài tiết của mình nó khác hơn những người ăn mặn. Dạ yeah. Mà có mùi thơm chứ ông, hôm bữa mấy anh em con lại gần ông Sư Minh Tại luôn á. Ông thơm cái mùi kỳ lắm, nói chung là không phải dầu thơm mà nhưng mà cái mùi dễ chịu lắm. Còn vậy phải đi theo Minh Tại đó hả? Có mấy anh em con có cũng giữ rồi. Mấy anh em con có theo không? Mấy anh em con cứ rồi giờ ta đã tắt đi về rồi hả? Dạ. Tắt đi về, tắt đi theo rồi hả? Dạ. Lội theo khổ hạnh không nổi thôi sư ông. Rồi được mấy ngày. Mấy anh em con cũng cả tuần đó. Dạ, cũng hay á. Dạ, cả mười bữa chứ. Mà ổng lội mà sao mà con thấy á sư ông, là ổng lội ổng bay bay trên mặt đất không dạ, à? Sư ông ơi, cỡ 10-15 cây số mà đi tốc độ luôn á, đi nhanh lắm. Mỗi ngày mỗi đi là cũng hay đó, cả con vợ. Dạ. Mình lên một ngày mỗi mỗi đi là chắc chỉ 2 ngày là mình. Mà thường thường mình đi từ từ, còn như Sư Minh Tại đi tốc độ đi lẹ lắm. Dạ. Quen rồi. Mà nắng không phải nó khác nắng của mình sư ông ơi. Dạ. Ngoài đất đỏ đó sư ông. Nhưng mà lội theo sư ông mà lội như vậy á là nó phòng bằng chân lắm sư ông. Đúng rồi. Quần lên đất này cũng bị phòng chân đừng nói. Mà lội hay chứ bộ. Theo mà cái kêu mà khổ hạnh tu, khổ hạnh 13 hạnh đầu đà là mình đi bộ vậy phải không sư ông? Đúng rồi. Còn sư ông ở đây là... Sư ông là coi như là tuổi giống như là hồi xưa đó sư ông. Mà sư ông phát nguyện tu tập là mấy tuổi sư ông? Thật ra... 40 mấy tuổi sư ông ngộ ra sư ông? Vậy sư ông ở trên núi này là mình... năm mấy năm hả sư ông? Ba mấy năm ở đây. Mấy năm? Ba mấy năm một mình sư ông ở đây. Hồi trước là sư ông ở chùa nào sư ông? Ở nhiều chùa đó. Nhiều hơn sư ông? Ở Thác Sơn này là nói là có ở hết rồi. Ở hết luôn rồi. Con nghe nói là sư ông cũng ngao du nhiều ha. Con nghe nói là sư ông có ở núi Dài nữa đúng không? Đúng rồi. Núi Dài Nam Giếng á. Đúng rồi. Có ta nói tà sư là ông Tét thì có đủ hết trơn luôn. Nhưng mà con nghe nói sư ông luôn. Con nghe nói chợ luôn mà. Con nghe nói sư ông là ở núi Dài Nam Giếng là lâu nhất. Đúng không?
Tưởng cũng không lâu, ở đây lâu nhất nè. Ba mấy năm ở đây? Ở đây đó. Ở đây là ba mấy năm? Ba mấy năm rồi, 40 năm rồi đó. Yeah. Ở lúc sư ông lên đây là một mình hay là có một ai? Mình đó, không có ai. Không, lúc đầu, lúc mới về thì có một Phật tử rồi, con hai ba đứa. Dạ rồi từ từ cái xe ổn nổ rồi thôi nó về chỗ khác đó. Khổ quá cái gì sao sư ông mình lên đây đó là sư ông cấp đầu đó là mình có giữ giới không giới đâu phải giữ rồi giữ 8 giới hay là 10 giới sư ông tùy theo như sư ông là sư phát nguyện bao nhiêu mới, giới mới bắt đầu là năm rồi tới từ từ lên 7, 10, 13 hai ba chục, bốn năm chục, hai ba trăm. Hai ba trăm. Hai ba bây trăm là... Bây giờ sao giữ hai ba trăm giới? Chàng ơi. Bây giờ nếu mà giữ là, nếu mà nói giữ giới ha, là không có nhúng tay, không có nói gì hết trơn, làm thinh luôn. Dạ. Làm thinh luôn. Là kêu là giới cuối cùng hả sao? Giới cuối cùng. Không nói gì tới ai hết. Mà không nghe ai, không thấy, không... xã hội là bỏ hết. Giới phàn nàn hay là sao? Hay là giới đó cũng như là thuộc cái tham sân si á. Dạ. Tham sân si nhưng mà sao nãy giờ không để ý sư ông là cái phần giống như là đầu này sư ông không hạ xuống giỏng luôn sao? Mà sư ông hỏng lên vậy? Sư ông giống sư như ông ngồi vậy sư ông. Sư ông giống nằm giỏng mà kiểu cái trình đó còn thấy giống Xá Lợi Tử của sư ông phải không sư ông? Đúng rồi. Ồ, sư ông có xá lợi tử luôn. Xá lợi hả sư ông? Cụ Phật Thích Ca hả sư ông? Đúng rồi. Cái này quý lắm nè mà sư ông có ta. Cái này sư ông có hay là bên nào hữu duyên sang cho sư ông chưa? Đây có mấy huynh đệ đi Ấn Độ thỉnh á. Dạ. Cái chỗ phải gì có đâu. Vậy dạ, ở Việt Nam mình có, là cái này là hiếm lắm hả sư ông? Đúng rồi. Trên thánh thần đó rồi là A-la-hán là một bồ tát. Dạ. Ừ. A-la-hán là coi như là bậc bồ tát hay sao? Bồ tát. Rồi mới tới Phật đó. Rồi mấy con rồi làm sao mà tới A-la-hán là không biết có được hay không? Trời ơi. Đó là theo học và làm theo cái lời Phật dạy. Dạ. Cũng như mà học sinh mà học làm theo gương Bác Hồ vậy đó, nói như vậy đó. Dạ. Nhưng mà cái Phật ấy nó phải hơn. Là cái 13 hạnh đầu đà theo như xong là nó rất là khó ha. Đúng rồi, khó lắm. Dạ. Cái đó là bỏ hết là tiền không nhận hả xưa. Đúng rồi. Tiền không nhận nhà cửa là cũng không cái gì cũng không, buông nó đó, buông đó. Tất cả đều không đó, không trở về không hết, về không hết đó rồi mới theo cái hạnh đó nữa, còn không trong, buông được này khổ. Trong 13 hạnh đầu đà đó là giới đó, có bao nhiêu giới sao? Cái đó là cái mỗi một cái môn nó khác nhau thôi. Dạ. Nó hành kiểu là hành đạo nó khác hơn, nhưng cuối cùng rồi thì cũng về Phật thôi. Nãy nè, nói là một tiếng thì chửi lại hai ba tiếng. Dạ. Cũng là không mà nói nhiều quá thôi. Là sao mình lớn tuổi rồi Phật tử làm. Dạ. Cái giận tiếp hoài đó chứ, rồi không cho nó giận gì đó, giận lạc lắm. Dạ. Cây rừng mà. Dạ. Chứ ông là 91 tuổi là tuổi tính tuổi tuổi Việt nữa. Dạ. Cái nào đó. Dạ. Yeah. Một cái thiền viện, một cái chùa nào đó lận mở cái khóa khí hạ 3 tháng. Dạ. Yeah. Từ tháng 4 tới tháng 7. Dạ, yeah, từ tháng 4 tới tháng 7. 3 tháng đó là tất cả luôn về đó, các chùa, các Phật và các viện tu á. Ai có rảnh thì xin nhập cái khóa đó. Dạ. Yeah. Có nghĩa là sư ông thấy mọi thứ giống như là ảo ảnh vậy thôi. Cái sư ông quay tu tập luôn. con nghe nói là thân mình là chỉ là thân giả tạm phải không sư ông? À, như nào, như thế nào? Đâu phải, mình mượn cái xác để mình trả cái kiếp này. Dạ. Còn một người tu rồi tại vì mình có cái căn tu, mình mới vô chùa mình tu tiếp đó, chứ không phải là đơn nhiên mình tu vậy đâu. Có cái căn, có cái kiếp trước rồi mình ta mới vô chùa ta tu được. Dạ.
còn mà không căng là vô chùa dây ba về cũng bay ra. Sư con thấy mà những cái mấy sư á bây giờ nổi lên mà đi bộ á sư không, là cái đó là người ta thấy người ta ngộ ra hay là người ta đi theo phong trào sư không? Cái đó là mỗi người mỗi ý khác nhau chưa? Không nói được. Dạ. Thế đúng ra là nếu mà mình dốc theo cái môn phái đó thì mình phải tu tập như vậy. Còn một cái mà theo là cái theo cái kêu là ta thấy ta làm mình làm theo đó. Dạ. Đó thì cũng có vậy nhưng mà ít lắm. Coi như là pháp của Phật thì có rất là nhiều pháp môn. Đúng rồi, nhiều pháp môn. Người mấy nào pháp môn do phần một đó. Người nào hữu duyên với pháp môn nào thì tu tập rồi, theo pháp môn đó. Đúng rồi. Đúng. Dạ. Sư ông này hồi đó giờ là ở trên này hả sư ông? Cái nhà này sửa lại hay là hồi đó? Đúng rồi, trùng tu nhiều lần lắm rồi. Do hồi trước chỉ còn cái dốc tường thôi đó. Sư ông? Cho nóc là hư hết trơn luôn. Cỡ mới cấp đầu sư lại đây là nhà à, bằng lá gì sư ông? Bằng giấy dầu, nó được lá nữa là phước à. Mấy con không biết giấy dầu đâu. Dạ con không biết đúng rồi, thời đó không biết giấy dầu. Giấy hả? Giấy dầu hả? Giấy bằng dầu á, giấy dầu. Vậy lạ gì ta, con mới nghe luôn. Là cái cách nó như thế nào sao? Cách làm cái miếng giấy nó như thế nào sao? Nó giấy nên nó con nhúng dầu. Dạ. Ép lại. Mà dày không sao? Dày. Rồi mưa như giấy nếu là... nó đâu có trùng một vài năm nó cũng tự nó nóng trời. Dạ. Nắng mưa thì ra nó mục nó gắt à, tại vì mình nghe cái chữ giấy cái mình thấy mềm á. cái đó với lá là chắc lá xài lâu hả sư không? Đúng rồi, lá xài 3 năm. Còn giấy dầu 2 năm hả? Giấy dầu năm là tiêu rồi. Là cái thời sư ông lại đây là đúng bằng rồi. Giấy dầu. Giấy dầu trước rồi giấy dầu mới qua lá, mấy sắp lá đó. Rồi mới tới tròn. Rồi dạ. Mới sắp tròn rồi đó mới tới tròn này mới có chừng 7 năm nay chứ mới được lần nè. Dạ. Hồi trước một cây một hết trơn luôn. Dạ. Ở đây đâu phải gì đơn giản đâu con, cũng là trì tâm nó mới ở được cái chùa này đó. Dạ. Hồi đó chắc sư ông lên đây chắc lần đầu tiên chắc ngủ không được đó sư ông. Lâu không? Vậy trời mưa như ngoài sân mà có ngủ được đâu. Bằng đêm thì cầm chỗ quét là mưa, bắt đầu mưa rồi dây quét trở tàn nó mưa rồi. Trời ơi. Sư ông giống như là tu tập lâu á, sư ông cho con hỏi thăm á, con được biết cái trong tứ diệu đế sao? Sao mà nghe nói là còn là khổ không vậy sao? Sao cái gì cũng khổ chứ? Tứ diệu đế hay là tùy hợp luôn là cái đó là mấy cái của tu đó là cái tiểu thừa thôi chứ chưa qua đại thừa. Dạ. Cái đó là tiểu thừa. Đó là tiểu thừa. Đó, diệu đế đó là một tiểu thừa. Mà tiểu sao? Thừa là vậy đó. Nhưng mà qua đại thừa nó là càng khó khăn hơn nữa. Nhưng những người tu mà ở trong chùa đó là mấy người xuất gia rồi đó, mấy người là đại thừa đó thì đó mới là cao. Đại thừa là xuất gia rồi là kêu là đại thừa. Nhưng mà hành bên đại thừa với tiểu thừa khác nhau khác ở điểm nào sao? Khác nhau chứ. Là cái cách tu tập khác nhau hả sao? Cũng như có khẩu cấp 1 với cấp 3, cấp 2 vậy đó. Dạ, dạ. Giống vậy đó, nhưng mà cái đạo Phật đạo là nó càng khó hơn nữa. Dạ. Như cái cách mà Nam Tông Bắc Tông đó không? À, Nam Tông Bắc Tông đó là khác nữa. Còn đại khác, là thừa khác nữa. Con nghe hay nghe ta nhắc đến là A La Hán đó sao? Rồi chừng nào mới đạt được A La Hán sao? Mọi người khó biết đâu nữa. A La Hán là mình được trên thánh thần đó rồi đó. A La Hán là một bậc Bồ Tát. Dạ. A La Hán là coi như là bậc Bồ Tát hay sao? Rồi mới tới Phật đó. Rồi mấy con làm sao mà tới A La Hán là không biết có được hay không. Trời ơi. Mấy con bây giờ làm dạ. Sao mà hết không có tội là được. Bây rồi có người mới nói cho ra Phương Âm Minh Tuệ là A La Hán đó. Dạ. Mà chưa chắc được cái hạnh đó nữa. Nhưng mà thí dụ như nhiều người dân mà người ta tôn ngày lên làm A La Hán rồi ngày được thành A La Hán không sao? Nói Phật chứng cho mình đâu có biết được. Người dân chứng được không sao? Người dân giờ cũng không sư ông, được hết sao? Không được. Sư ông con biết đó sư ông, nếu mà một người á mà được
nhiều bà con, những cái người lớn tuổi mà đỉnh lại á, cái đó chắc chắc cái hạnh chắc cũng cao lắm mới nhận được hả sư ông? Đúng rồi, ta tôn trọng, kính trọng. Nhưng mà người thường là chắc nhận không nổi hả sư ông? Đúng rồi. Con thấy nhiều người cứ đỉnh lại dữ lắm. Đúng rồi. Đó là chưa có người nào mà thực hiện được đó. Dạ. Là mới là kính trọng. Yeah. Chưa có người nào thực hiện được là mình mới được tôn kính, đỉnh lễ hay sao nha. Con thấy có mấy cái vị sư cũng lại đỉnh lễ nữa xưa không? Nhưng mà con nghe nói là giống như là hồi xưa cũng có nhiều người, nhiều vị sư thực hành 13 hạnh đầu đà rồi đúng không xưa không? Đúng rồi, có. Đó là theo học và làm theo cái lời Phật dạy. Dạ. Cũng như mà học sinh mà học làm theo gương Bác Hồ vậy đó, nói như vậy đó. Dạ. Nhưng mà cái Phật ấy nó phải hơn. Là cái 13 hạnh đầu đà theo như xong là nó rất là khó. Ấy. Đúng rồi, khó lắm. Dạ. Cái đó là bỏ hết là tiền không nhận hả xưa? Đúng rồi. Tiền không nhận. Nhà cửa là cũng không, cái dụng không, buông đó, buông đó. Tất cả đều không đó, không ờ trở về không hết, về không hết đó là mới theo cái hạnh này nữa, còn không trong, buông được này khó. Trong 13 hạnh đầu đà đó là giới đó, là có bao nhiêu giới sao? Cái đó là cái mỗi một cái môn nó khác nhau thôi, nó hành kiểu là hành đạo nó khác hơn, nhưng cuối cùng rồi thì cũng dạ Phật đó. Con nghe mấy cái vị kia đó là muốn đi á, thì phải giữ 8 giới. Thì không biết mà đi đi khổ hạnh như vậy đó. 5 giới mà giữ không biết được không. Ông sư đó kêu là phải giữ 8 giới. Con càng nhiều càng tốt không? Con nghe sư đây. Ông Thích Giác Khang á, nói là nếu mà mình giữ được một giới là mình được 36 vị tiên hồ gia hộ hết sao? Đó thì nói vậy chứ mình giữ giới được là mình là quý rồi. Dạ. Rồi khuyến khích cho mình giữ giới. Theo bây giờ sư ông, theo giờ như mấy anh em con là người thường nè, thì sư ông theo mà mình phải cần giữ giới gì sư ông? Đó. Thì theo cái giới đi. Cái giới nào mà tốt nhất á mà? Tại giống như tại gia hay sao? Tại gia sư ông. Tại gia nếu mà thực hiện được 5 giới đó là tốt. Còn không được thì 3 giới trong, cũng được. Trong 5 giới đó có những gì sư ông? Tham sân si. Dạ. Bây giờ là cái tham đó là bỏ hết, không cần gì hết rồi. Yeah. Có bỏ được không? Dạ. Yeah. Giờ đi chợ tôi mua cái đó, tôi bán cái đó, cái lời có tham rồi đó. Dạ. Yeah. Chừng nào bỏ được. Cái... Giờ không rồi lấy gì ăn. Dạ đúng rồi. Không, xã hội mà. Cái tham sân si là như là nói cái tánh của mình đó sư. Nóng nảy nè. Yeah. Nói là một tiếng được chửi lại 2-3 tiếng. Dạ. Cũng là không mà nói nhiều quá hồi tại ta đây bị khổ nghiệp nữa. Không có. Bất ngờ một vị sư lên tiếng nói, từ hồi mà đi bộ hành tới bây giờ thì ghé những cái ngôi chùa mà trời mưa và muốn đục và muốn ghé nghỉ, nhưng những cái chùa đó không cho một cái vị sư này tá túc và nghỉ. Thì cái việc này là vị sư này nói, còn câu chuyện có thiệt hay không thì Thanh Trúc mời cô chú anh chị để theo dõi gõ video vì sao vị sư này mà lại nói như vậy ạ. À? Dạ dạ. Quấy mấy ngày nay rồi. Dạ. Ngủ rồi bị đuổi đi nữa kìa. Có đuổi chưa sư? Đuổi hôm qua đó. Mới đó hôm qua nè. Tại vì mình đi. Rồi bây giờ cấm chí vô chùa còn đang còn chứa nữa. Sư có vô chùa không? Vô chùa xin ta tới một đêm còn không cho nữa kìa. Cái này con nghĩ chắc sư lên núi cái sư vô cái hang. Bây giờ mấy chú thương con á thì mình vô chùa mình ghé mình vô chùa mà ta còn không nhận thế là ta mà vô chùa. Chàng ơi, không nhận hả sư? Sư thử chưa? Vô chùa đây rồi đây nè, ta còn không cho, ta tới một đêm còn không cho, ta đuổi nữa kìa. Đừng không có chỗ á sư ơi, chứ chùa nào mà người ta đuổi. Đúng rồi, tại vì mình làm ít lòng chùa rồi. Để làm cái chỗ là cúng giường. Dặn. Dặn. Sư ship sao thấy gọn quá ta. Đi đi nó tâm đoàn á, nó hiểu được. Nói là cái gian là mọi thứ thì nó lo cho mình hết rồi. Dạ đúng rồi, mình phải cực khổ gì mới được. Thì đúng rồi. Nó mới đúng là khó hành. Qua gì cơ hành đầu đà nó nghĩ gì đó. Mọi người tu là phải. Là lúc trước là sư tu ở đâu sư? Lúc trước thì không có tu.
chưa đủ duyên à, bây giờ mình tưởng như là mình cũng được thi, nhưng là mình nghĩ là cái người nào giàu, người nghèo, xã hội sao, người tốt, người xấu đều là chức mình phải cảm nhận cái vấn đề đó, rồi mình kinh nghiệm cho họ biết này biết đó. Mình có quay lắm chút dạ, dạ, mấy chú ra giờ cũng coi thì mình phải quay bất cứ cái gì đó dạ, rồi chú thắc mắc rồi dạ. Coi như là sư đi là cảm nhận ha, đi để cảm nhận, để phò tưởng về cái gì đó. Dạ. À, hôm bữa mấy anh em còn đi theo ngày Minh Chí đó, ngày Minh Chí cũng cũng vậy là vậy, nên là làm không là không cho đi nữa. Nhờ vậy mới có mấy hình này. Bọc lẻ nhưng mà tưởng như cho con đây là mà. Thì bây giờ cấm chí vô chùa còn ta còn chứa nữa. Ừ. Sư có vô chùa không? Vô chùa xin ta tới một đêm mà còn không cho nữa kìa. Cái này con nghĩ chắc sư lên núi cái sư vô cái hang. Bây giờ mấy chú thương con á thì mấy chú được. Mình vô chùa mình ghé mình vô chùa mà ta còn không nhận nữa là sao mà vô chùa. Chàng ơi, không nhận hả sư? Sư thử chưa? Vô chùa đây rồi đây nè, người ta còn không cho, ta tới một đêm mà còn không cho, ta đuổi nó kìa. Đừng không có chỗ á sư ơi, chứ chùa nào mà người ta đuổi không à, tại vì mình làm ít lòng chùa rồi để lòng cái chỗ là cúng đường chặn. Ê sư, sư ship sao thấy gọn quá ta. Đó mà, dạ trời, dạ mấy ngày nay rồi dạ. Ngủ rồi phải bị đuổi đi nữa kìa. Có đuổi chưa sư? Đuổi hôm qua đó, mới đó hôm qua nè. Bởi vì mình đi ngược dòng, mình ngược dòng nước nó khó hay sao ha? Phải mình thuận theo dòng nước hay dễ hay sao ha? Dạ dạ. Xong rồi đuổi vậy đó hả sư? Mày dầm thấy không? Sư, cái này sư cho con hỏi thăm. Nếu mà mình 13 anh đầu đà đó sư. Biết rồi đó, nói gì cho biết. Mình như vậy đó. Rồi cuối cùng là sư đi tìm cái gì? Sư đi tìm cái gì á? Chưa dạch ra con đường đi của mình luôn. Sư cũng chưa biết sư tìm gì luôn. Thì mày biết cỏ gà đi thằng. Không, chưa biết mà giáo con trả lời luôn. Hồi lặng mấy em con cũng có hỏi chưa Minh Tệ rồi mà chưa nhận được câu trả lời luôn. Rồi vậy nói vậy. Dạ nói vậy đi sao, nào. Vậy nói tao nói giống. Chết thôi à. Sư bây giờ là sư giữ được 8 giới hả sư? Rồi, ok. Dạ. Sư pháp danh là gì sư? Pháp danh người đi ha. Sư chưa mà. Là mình pháp danh. Cái này là mình may là mình có đo kích thước chịu sư. Này giống như là khác rồi còn cúng cho bản thân là một. Rồi sư rồi còn có cái y nào không hay là sư mới còn, may? Còn y sư chỉ cho con cách đắp y. Con cũng không biết sao mà đắp y được. Ờ, đây chỉ đắp y. Dạ. Con chưa biết đắp y vậy. Chưa biết cách đắp y luôn nha. Sư đi với mấy cái người kia, mấy cái gì, sư huynh kia cũng có chỉ sư không? Không luôn hả sư huynh? Dạ còn ngày như là Minh Nhận với ai á, Minh Nhận với ai đang đi về đây nè? Đang từ cái bè Tiền Giang gì nè? Dạ. Không phải gì mấy con đâu. Tại sư cũng
sư cũng biết được cái lý do tại sao mà chứ sư phụ khó làm dễ rồi cái sau này nó mới khác thôi. Mấy nè tại vì cái quy định nó đã đưa ra như vậy rồi, từ xưa tới giờ giống như tổ sư Minh Đăng Quang đó, tổ sư Minh Đăng Quang cũng xong đó, cũng như vậy đó, nó có từ hồi xưa rồi. Với đức thầy đó, sư giờ mình ngủ thường đó là mình ngủ đứng ngủ ngồi hay là nằm sư? Nằm chứ giờ mình chưa xác định là đứng hay là gì, ngồi hay là nằm hết sư. Chưa có ngủ ngủ ngồi lần nào chưa? Rồi đi mấy em. Dạ. Thôi là không phải quên lời nói, giải dối lời nói lương tâm của mình. Dạ. Dạ nó mới đi đọc cái gì Em em. Nếu chưa có hỏi thì con càng trả lời. Trả lời quá thì không biết. Đúng không? Hỏi con không trả lời. Dạ là sư định loại hướng về đâu sư? Dạ. Ý là con hỏi bình thường á, con hỏi bình thường á, con không hỏi Phật pháp á. Cái đi vô bờ vô bến đi. Mình đi về miền đi về miền Tây hay là ra miền miền Trung rồi sư phụ? Cứ đi hoài vậy đó. Dạ. Dạ quan hỷ. Nghĩ vô coi thọ này. Ở đâu là quán nữa thì ra đây. Dạ. Vì sư cho mấy anh em con xin lấy cái cảnh sư ngồi đắp y may y ha. Cái chuyện này có chụp thì mới hỏi chụp. Cái vụ mình không cho biết rồi. Dạ. Thì mọi cách mấy chú thì đây hãy đi đúng không? Dạ. Thì con đây thì đâu có bị cấp cảm rồi đó. Có thì chuyện cái con đang chụp cho nó chụp thì cũng rồi đó. Dạ. Chứ cho con xin cái cảnh sư may được rồi. Dạ. Nó còn thấy chút cái này nha. Dạ. Nó có cống quyền cống cản người ta một cái gì hành động một cái gì đâu. Phải tùy với mấy chú. Dạ. Mình đã hiểu rồi. Thì không cần cái gì nữa.